Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những kỹ năng, những kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, đồng thời cập nhật được các mẹo làm đẹp tại nhà. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rửa mặt là một trong những bước quan trọng trong quy trình làm sạch da. Để việc rửa mặt làm sạch da được phát huy tác dụng tốt nhất thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH phù hợp để không những vừa làm sạch da mà còn bảo vệ các lớp màng tự nhiên bảo vệ da. Vậy độ pH là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm đến độ pH có trong sữa rửa mặt và cách kiểm tra độ pH trong sữa rửa mặt như thế nào? Thì trong video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất tường tận cụ thể những cái vấn đề liên quan đến độ pH trong sữa rửa mặt để các bạn có thể tham khảo thêm và lựa chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH phù hợp để làm sạch da cũng như chăm sóc và nuôi dưỡng làn da của chúng ta ngay tại nhà nhé. Mình sẽ chia video thành 3 phần. Đầu tiên mình sẽ nói về độ pH là gì. Thứ hai mình sẽ chia sẻ tại sao chúng ta cần quan tâm đến độ pH có trong sữa rửa mặt. Và thứ ba mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta có thể xác định được độ pH có trong sữa rửa mặt. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về độ pH. Độ pH là viết tắt của Percentile of Hydrogen, là đơn vị để xác định tính kèm hoặc là tính acid của một sản phẩm hoặc là một môi trường nào. Độ pH thì có thang đo là từ 0 đến 14. Độ pH càng thấp thì nó chứa càng nhiều acid, tức là độ pH bằng 0 thì sẽ có tính acid là mạnh nhất, và độ pH càng lớn thì nó sẽ có tính kèm càng cao, tức là độ pH bằng 14, tức là tính kèm lớn nhất. Cụ thể, độ pH mà lớn hơn 7, tức là môi trường đó là môi trường kèm. Độ pH nhỏ hơn 7 thì là môi trường acid, và độ pH bằng 7 là môi trường trung tính, tức là môi trường nước tinh khiết. Khi xem xét độ pH của các chất lỏng thì việc tăng hay giảm các con số thể hiện tính kèm hoặc tính acid của cái môi trường đó. Chênh lệch một độ acid cũng tạo ra sự khác biệt rất là lớn. Bởi thang tính acid là một hàm số logarit. Ví dụ độ pH bằng 5 thì nó sẽ có môi trường acid gấp 10 lần so với pH bằng 6 và gấp 100 lần so với pH bằng 7. Vậy thì vì sao chúng ta cần phải quan tâm đến độ pH có trong sữa rửa mặt? Làn da của chúng ta có một lớp sừng ở bên ngoài và nó có cấu tạo rất là nhiều lớp. Trong đó có một lớp màng tự nhiên rất là mỏng. Lớp màng này được tạo bởi các bã nhờn hay là dầu nhờn trên da, acid amin, acid béo, acid lactic, nước và độ ẩm tự nhiên của da. Lớp màng này nó có tính acid nhẹ và nó có độ pH là khoảng từ 4.5 đến 5.5. Có tác dụng tạo độ ẩm tự nhiên cho da, tạo một cái môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn có lợi hoạt động ở trên da để bảo vệ da cũng như là ngăn chặn các tác động của môi trường. Chính vì vậy, độ pH của các sản phẩm sữa rửa mặt cũng cần được quan tâm để chúng ta làm sạch da và nuôi dưỡng chăm sóc da được tốt nhất. Việc sử dụng các loại sữa rửa mặt có độ pH quá cao hoặc quá thấp sẽ làm tổn thương da, bào mòn cái lớp màng bảo vệ da tự nhiên. Nếu cái lớp acid này bị phá hỏng thì làn da của chúng ta sẽ dễ bị nhạy cảm và dễ bị kích ứng hơn. Sữa rửa mặt có độ pH nhỏ hơn 7 thì nó sẽ tăng cường dưỡng ẩm cho da, nhưng nó lại tăng cường tiết dầu nhờn, làm da của chúng ta dễ bị bít tắc lỗ chân lông, làm lỗ chân lông to hơn và rất là dễ sinh ra mụn. Nếu độ pH của sữa rửa mặt lớn hơn 7, tính kèm cao sẽ tạo cảm giác sạch bong kín kít. Tuy nhiên, chính điều này sẽ khiến cho da của chúng ta bị khô và thậm chí là bị đỏ ở ngay sau khi rửa mặt. Và lâu dần thì nó sẽ kích thích quá trình lão hóa da sớm, biểu hiện là làn da của chúng ta sẽ ngày càng khô hơn và nếp nhăn sẽ xuất hiện sớm hơn. Do đó, chúng ta nên lựa chọn các loại sữa rửa mặt có độ pH khoảng từ 5.5 đến 6.5. Cao hơn, độ pH lý tưởng trên làn da tự nhiên là ok. Ở mức độ pH này thì sữa rửa mặt có thể phá vỡ lớp màng acid ở trên da, giúp làm sạch da, làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn. Tuy nhiên, nó không làm khô da mà vẫn bảo vệ da, giúp da mịn màng và vẫn giữ được độ ẩm của da. Như vậy, chúng ta sẽ kiểm tra độ pH có trong sữa rửa mặt như thế nào thì không để các chị và các
bạn phải chờ đợi lâu nữa. Ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách để chúng ta có thể kiểm tra độ pH có trong sữa rửa mặt mà chúng ta đang sử dụng. Cách thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ tự cảm nhận cái độ pH ở trên da của mình. Có một phương thức đơn giản để chúng ta có thể đánh giá được độ pH mà chúng ta đang sử dụng là khoảng bao nhiêu bằng cách là chúng ta sẽ quan sát da của mình ngay sau khi rửa mặt xong các bạn. Nếu sữa rửa mặt có độ pH cao lớn hơn 7 thì ngay sau khi rửa mặt xong chúng ta sẽ cảm giác vào da chúng ta rất là sạch sẽ, sạch bong kinh kít luôn các bạn. Cảm giác như là không còn một miếng bụi bẩn, dầu nhờn bã nhờn nào ở trên da hết. Cảm giác như là sạch bong y như là chén bát mà chúng ta vừa mới làm sạch, vừa mới rửa sạch bằng xà bông rửa chén á các bạn. Tuy nhiên để khoảng cỡ 2-3 giờ sau thì làn da của chúng ta bắt đầu nó khô hơn và nó sẽ tiết nhiều dầu hơn. Nếu sữa rửa mặt của chúng ta có độ pH nhỏ hơn 7 thì sau khi rửa mặt xong làn da của chúng ta cảm giác như là nó vẫn đang còn ẩm ẩm mịn mịn các bạn. Và nếu như độ pH bằng 7 thì tương đương với việc chúng ta rửa mặt bằng nước sạch các bạn. Với cách này thì chúng ta chỉ ước lượng được tương đối tính chính xác của độ pH có trong sữa rửa mặt. Và để kiểm tra chính xác độ pH có trong sữa rửa mặt thì chúng ta cùng theo dõi cách thứ hai nha. Cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng quỳ tím và thang đo độ pH. Cái sản phẩm này này các bạn. Mình sẽ sử dụng quỳ tím và các thang đo độ pH như thế này để kiểm tra. Thì cách kiểm tra như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt tay của mình trước. Sau đó chúng ta sẽ lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ mà chúng ta thường lấy để rửa mặt các bạn. Sau đó chúng ta sẽ hòa tan cái sữa rửa mặt đó ở trên tay của chúng ta. Chúng ta xoa đều để cho sữa rửa mặt hòa tan trên tay của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ lấy một miếng quỳ tím để chúng ta thấm đều vào cái hỗn hợp sữa rửa mặt mà chúng ta đã hòa tan trên tay. Để một lúc sau thì cái miếng quỳ tím này nó sẽ đổi màu. Và sau khi nó đổi màu xong thì mình sẽ lấy miếng quỳ tím đó ra và mình kiểm tra trên thang đo độ pH để mình xác định xem độ pH của sữa rửa mặt của chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu. Và ngay sau đây mình sẽ kiểm tra độ pH của sữa rửa mặt Cetaphil để làm ví dụ các bạn tham khảo thêm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt tay. Sau đó chúng ta sẽ lấy một lượng sữa rửa mặt Cetaphil nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ nhúng một đầu quỳ tím vào cái hỗn hợp sữa rửa mặt này nha các bạn. Và mình để một lúc để kiểm tra xem cái sự thay đổi màu sắc của nó như thế nào. Nó đang thay đổi màu sắc này đó các bạn. Bây giờ nó có màu như thế này đúng không? Giờ chúng ta sẽ kiểm tra đối với cái thang màu ha. Anh các bạn nhìn. Cái sữa rửa mặt Cetaphil sau cái quỳ tím sau khi chúng ta kiểm tra với quỳ tím xong thì nó tương tự với khoảng mức cỡ là 6 ha các bạn ha. 6 hoặc trên 6 một xíu thôi. Như vậy sữa rửa mặt của mình dùng là khoảng trên 6, khoảng 6.5 á, khoảng cỡ trên 6 một chút. Như vậy sữa rửa mặt Cetaphil cũng rất là ok để dùng để rửa mặt nha các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta kiểm tra độ pH có trong sữa rửa mặt. Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH phù hợp để chúng ta làm sạch da, nuôi dưỡng và chăm sóc làn da của chúng ta ngay tại nhà được tốt nhất. Các bạn yêu thích video hãy nhấn like và share video của mình để nhiều người cùng tham khảo thêm. Đồng thời các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và thông báo để cập nhật những video mới nhất từ Điểm Đẹp Vlog nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điểm Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!